các bạn đến với channel The Tiny Talk. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái ý nghĩa biểu tượng của 78 lá bài Tarot nữa. Thì mình cảm thấy là dạo này mình đăng cái những cái video chọn một tụ bài hơi bị nhiều luôn. Tại vì mình cũng cứ nghĩ là những cái ý nghĩa biểu tượng này không có bạn nào xem, nhưng mà thật ra là cũng có một số bạn đang rất là ngóng chờ cái ý nghĩa biểu tượng này. Và mình cũng đã có một cái vố, thì hai nguyên tố còn lại đó là gậy và kiếm, thì nguyên tố gậy được vố nhiều hơn, cho nên bây giờ mình sẽ làm cái video, những cái video biểu tượng của bộ gậy trước nha. Thì cái lá đầu tiên sẽ là lá một gậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái ý nghĩa biểu tượng của lá một gậy nha. Trong bộ quan, lá bài Ace of Wands được mô tả bằng một bàn tay đang vươn ra khỏi đám mây xám, và nó nắm giữ một chiếc gậy có lá rơi xung quanh. Ở phía xa xa sau cây gậy là một tòa thành uy nghiêm trầm mặc. Theo sự mô tả của đạo Cơ Đốc, hình ảnh của Đức Chúa Trời thi thoảng hiện diện bằng một bàn tay vươn ra từ một đám mây. Bàn tay này là cơ hội, một lời đề nghị, sự cầu hôn, một mối quan hệ đối tác. Nó cũng có ý muốn là có điều gì đó đã ở trong tầm tay. Bàn tay là một biểu tượng của sự sinh sôi màu mỡ và sự soi rạng tâm linh. Nó cũng có thể đề cập đến tính tiềm năng nữa. Trên danh nghĩa là một yếu tố tạo ra những cơn mưa, đám mây này kết nối với sự trù phú và sự giàu có của tự nhiên. Màu xám của đám mây nói rằng chúng ta cần phải lưu ý đến những vấn đề hiện tại một cách nghiêm túc. Màu xám cũng có nghĩa là sự cống hiến và sự phục vụ. Những chiếc lá rơi tượng trưng cho những khởi đầu mới, những ý tưởng mới, sự phát triển mới. Tòa thành phía sau là biểu tượng của sức mạnh, uy quyền, sự bảo vệ, an ninh. Ngọn đồi kia đã đảm bảo cho sự thành công khi chúng ta đạt được một mục tiêu, chúng ta đang ở trên đỉnh ngọn đồi. Và đó là hết cái video ý nghĩa biểu tượng của lá bài một gậy. Và còn những cái phần ở phía dưới nữa, mình không có đọc hết cái bài viết, chỉ đọc hết cái ý nghĩa của những cái biểu tượng thôi. Thì còn những cái phần ở phía dưới và cũng như là cái con số của nó, thì các bạn hãy vào đường link mình để ở dưới phần mô tả để mà có thể đọc trọn vẹn cái bài viết này nha. Và đó là hết cái video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ đến kênh của mình. Nếu như các bạn có đóng góp ý kiến hoặc muốn mình làm chủ đề nào khác hay hơn về Tarot, thì các bạn có thể đóng góp dưới phần comment nha. Còn nếu như các bạn thấy hay và hữu ích, hãy like, share và subscribe kênh của mình. Đó là niềm động lực để mình làm ra những video hay hơn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới.